Hello, Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con siêu phẩm Supreme 2013. Con xe này chạy có vài ngàn cây nha anh em ha. Và một con xe nói chung là còn nguyên bản hết, hai chìa, hai giỏ theo xe, xe nhông dĩa khỏi bàn rồi anh em. Xe nhông dĩa là phải còn theo xe rồi nha anh em ha. Những cái đồ nghề, linh kiện còn đầy đủ hết nha anh em. Xe chạy 5.000 mấy trăm cây anh em ơi. 5.390 mấy cây anh em ha. Xe này hai chìa khóa anh em. Theo xe tới giờ ha. Và những cái đồ đồ nghề linh kiện còn đủ hết nha anh em. Xe là như xe thùng. Cặp vỏ là còn như mới nha anh em ha. 2013. Nhìn cái đắp tiền. Đời này đời cuối rồi nha anh em ha. Đời cao rồi. 2013 là coi như là hết đời rồi nha anh em. Nha anh em, hết đời rồi. Xe này coi như là hàng là hết đời rồi anh em ha. Là xe nhông dĩa anh em. Theo xe tới giờ. Vỏ nè. 2013 anh em. Tầng thứ 13 2013 nha anh em ha. Cặp vỏ là còn gai luôn nha anh em, đúng vài ngàn cây thôi, nên còn cái gai giữa nè. Trước sau như một luôn nha anh em, số đẹp ha, 1313, anh em nhớ nha anh em. Vài ngàn cây, chung là xe là như xe thùng rồi. Xe này là áo dán keo ha, dàn nhựa dán keo nguyên chiếc nha anh em, keo không anh em. Xe đều dán keo hết, cái dàn nhựa ha. Hôm ra anh em mua về là lột keo ra là như mới, kể cả dán luôn cái sườn luôn nha anh em. Cũng sẽ rất là kỹ anh em ha, siêu phẩm. Dán keo hết, hôm ra cái bảo dễ anh em yên tâm, không có chày, không có nứt, không có bể anh em ha. Mép keo nè. Rồi, hôm nay sẽ quay cái thùng trước, thùng xăng lớn nha anh em ha, rồi mình quay. Và mình đóng yên lại này. Nhưng mới xe này không có gì để coi đâu anh em ơi, một con xe chuẩn vài ngàn cây à. Siêu phẩm mà anh em. Và giá này là 70 mấy triệu nha anh em ha, một con xe chơi sưu tầm. Anh em mình xem kỹ rồi mình chốt nha anh em. Rất đẹp, những cái linh kiện theo xe còn nguyên hết như mới luôn. Nguyên hết anh em ha. Những cái sườn là hiểu rồi. Đồ nghề còn. Máy tinh. Ốc nhái là 7 màu hết anh em. Quay yên là như mới, không có chày xước. Kể cả phần này luôn ha, dán keo hết như xe. Rồi Hồng An xin phép đóng yên nha. Rồi anh em mình quay. Rồi nên nhìn cái da yên anh em, không có nhăn nha anh em ha. Không có nhăn, không có sụp nha anh em, không có quằn luôn ha. Xe mà ngồi nhiều nó sẽ bị quằn nha anh em. Đó. Còn hộp hết rất là dày. Rồi anh em coi anh em. Cùm. Không tắt. Rồi, ha, không có bay không bạc luôn anh em. Bao tay gù ha, gù không té ngã, tay thắng còn đẹp anh em. Đi xét chỗ này. Như mới ha. Chỗ này hơi bị bạc. Do họ cầm thắng anh em, vài ngàn cây bạc bạc chút xíu. Đúng chuẩn theo xe nha anh em. Có đèn mặt nạ. Rổ. Tem dán keo. Tem còn dán keo luôn nha anh em ha. Bảo vệ cái tem ngoài này. Chung là nhìn cái xe anh em hiểu là cái chủ xe họ kỹ đến cỡ nào rồi anh em. Phột nè. Quá đẹp anh em ha. Lớp kính tiếng dán lại.
có chày không có gì nha anh em. Ốc nhái còn vàng ha, chấm sơn còn đủ. Bay luôn. Như mới. Cầm xe đầy chuẩn lắm nha anh em. Hồng An lau là Hồng An quay luôn ha, chứ không có rửa. Mấy xe đậu mà anh em, xe như mới rồi, không có gì để rửa anh em. Rồi nè, nhái trong chấm sơn còn nguyên hết nè, đẹp như mới luôn ha. Nè anh em, còn luôn anh em. Cái mực sơn á, khi họ xuất xưởng họ duyệt anh em, mực sơn còn hết anh em, vẫn bọng ha, xăng hủ mô à, vài ngàn cây à. Sơn anh em nguyên hết ha, sơn trắng sơn sữa vậy đó, đủ màu nha anh em. Xăng lớn theo xe rồi nha anh em ha, không có nứt không có bể nha anh em. Tên thông số nè, đáng keo, đáng keo sợ bị chạy á nè, đi ra người mới luôn anh em ha. Tùm cái nhựa này, nhựa còn trắng tinh, lóc quá đẹp. Phần số này, gai dày ha, chưa có mòn, đúng chuẩn rồi nè, chống nghiêng này, dì khui chống đứng này. Sơn còn nguyên hết này. Đẹp, đẹp ha. Gầm dưới sơ còn rồi nè, quá trời. Ốc nhớt giòn quá, mới anh em ơi, là mới. Canh cốt còn nguyên anh em ha, sườn trong rồi nó mới tinh như xe thùng này. Mới tinh anh em, vỏ đầm phục anh em, không có vết hằn vết xước ha, chiếc nhôm còn bóng lắm nha anh em. Dù còn nguyên ha, này thay rồi nha, của nó dài lắm nha anh em, cái này họ thay cái ngắn lại ha, cái thay trong hãng hãng ra anh em, chứ Super Rim là nó dài lắm, cái này chủ xe họ thay ngắn rồi, cũng như rim Thái vậy đó nè. Biển số nè xanh lè, ốc theo xe hết nha nè. Đẹp. Quay qua hướng này nha anh em ha. Rất là mới nè. Trời ơi sườn. Cáo luôn, hỏi kỹ anh em, sợ bị cạ vô cái sườn lâu ngày nó sẽ bị hằn, bị quằn cái sườn nè. Họ lót một lớp nhựa nè cho cái sườn nó còn đẹp, không có bị quằn cái sườn bên trong anh em ha, bảo vệ. Quá đẹp. Bô
trong nè, không có miếng chày luôn anh em, nó hơi dơ ha, trên dưới trong ngoài cắt tay là không còn một vết chày luôn. Gấp dơ dơ thiệt anh em ha, nhưng mà còn nguyên hết cái cơ xe của nó như chất mộc đó nè, sườn quá trời gấp đẹp quá anh em ơi ha, ở xuống gắt chân còn nguyên luôn anh em, bồ bồ như mới ha, có chạy chạy chỗ này anh em. Bộ như kia kiếm đủ thắng bắp thắng anh em, bảy màu ha, anh coi nè, thắng đủ thắng nè, thắng không màu hết trơn, chiếc xe nó có anh em, như xe mới đó, vài ngàn cây thôi à. Quá trời không đứng này, sườn gấp dưới này, quay rất là kỹ anh em ha, không có sót đâu anh em, sườn bên trong bên ngoài anh em nhìn chất mộc của nó anh em, không có sót chỗ nào hết ha. Quá ok anh em ơi, ốc nhái chấm sơn còn nguyên hết ha, không có dấu mỡ dấu gì nha anh em, vài ngàn cây mỡ gì anh em, bô chưa mỡ luôn nè, cốt nè còn nguyên nè, chưa có dấu mỡ nha anh em, treo máy nè, bảy màu trắng sáng hết, cái sườn bên trong luôn ha, vài ngàn cây thì anh nói sao mới anh em, không sao mới được, còn nguyên hết sơn luôn, ốc trắng phiếu thấy không, chưa có bị xanh luôn nha anh em ha, nhiều cái xe đi lâu đó, nó sẽ bị xét anh em, thì cái chỗ này là chỗ động ba cái nước đó, nó dễ bị đen lắm nha anh em, cái quần này nè như mới là chưa có chỉnh lòi luôn, lóc khỏi bàn, trời ơi, đẹp quá, lóc đẹp anh em ha, không có dợp không có bung. Trời ơi mới tin nè, không có một vết đạp luôn nha anh em ha, vết mòn vết gì đó luôn, tổ bô anh em, bô theo xe tới giờ chưa có mở luôn, quá đẹp. Nói chung thì xe thì vài ngàn cây anh em nhìn thì cũng biết rồi anh em ha, rất là chuẩn anh em, vài ngàn cây thôi, có gì để coi anh em ơi, trong của nó đó nè, trắng phấn luôn anh em ha, về rửa lại nha anh em, cây quá trời mới à. Nếu anh em xiên về rửa nó còn đẹp hơn nữa nha anh em, dán cổ nè quá đẹp em không, đi ra cờ còn nha anh em, nó bị mãn miết à, chưa chỉnh còi chưa gì hết anh em ha, xe rất là đẹp, tại chưa có rửa anh em, nó bám dơ bám sình á, dấu chấm sơn còn nguyên hết, dính ba cái bọn anh em thấy không, con xe này anh em về xiên mà về quét dầu lại thôi, rửa dầu rửa rồi lại rất là mới, ốc nhái nó mới tinh nè, trắng phiếu anh em, còn bóng lắm anh em ơi, dính bọn á. Rồi, nó có một cái siêu phẩm anh em ha. Máy thì không cần nghe đâu anh em, nhưng mà một lát xe sẽ nổ máy cho anh em nghe để cảm nhận cục máy vài ngàn cây. Cái tiếng máy nó chắc như thế nào nha anh em, máy như xe điện ha. Những cái dòng Supreme mà mới vài ngàn cây máy nó êm như xe điện anh em, không có gõ, không có giọng, không có chả gì hết nha anh em ha, rất là chắc. Nhiều khi anh em mình chưa cảm nhận được cục xe vài ngàn cây á, cứ nghĩ là cục máy mà mới là nó sẽ kêu nha anh em, không nha. Những con xe mà xuất xưởng mới là êm ru, như xe đạp điện là có ha,
thì khi nào mình đi nhiều á, 20-30 ngàn cũng 50 ngàn á, thì nó sẽ có những cái tiếng chả nồi hay những tiếng gõ, tiếng cọc 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 ha. Và những cái phiên bản 100 rim quen pha cũng vậy, 100 là máy rất là êm ha, không có hú, không có giọng, không có chả, không có kêu, không có ré nha anh em, vì cái độ rơ của nó chưa đến nỗi mà để bị rơ rồi nha anh em ha, rất là chắc và nổ máy luôn nha anh em. Cái này đà, nói chung là đậu hơi lâu, xăng nó hơi bị dơ nha anh em ha, này đúng là kỹ là phải xúc bình xăng lại nha anh em, cái chất dầu của nó chưa có được điều quá anh em. Máy êm anh bô này rất là êm ái anh em ha, như xe điện luôn nha anh em, không có gõ không có gì anh em ha, rất là chắc chắn. Như xe điện là có anh em ha, độ rơ chưa có, chưa có gì hết, cục máy vài ngàn cây rất là chuẩn nha anh em. Hơi nó ra rất là đầy à, máy là nói chung là đứng gần sát bên mà cũng chẳng nghe tiếng máy rơ đâu anh em, chỉ cái tiếng bô thôi. Cái dòng này đời này cái bô nó nghe hay lắm anh em. Nha đầy đủ nha anh em ha. Nè. Kim đỏ ao anh em, thấy không? Là chắc. Không nghe tiếng máy đâu anh em. Máy đang nổ đó. Rồi nói chung thì clip cũng vậy đó anh em ha. Cho mình em mình chịu khó xem tổng thể chiếc xe lại ha, để mình chốt từ xa nha anh em. Rất đẹp anh em ha, không có lỗi, xe đẹp tuyệt đối là không có lỗi nha anh em. Ổ dè dán nhựa luôn ha anh em ha, giá dán keo rồi còn dán thêm miếng nhựa đây nữa anh em, rất là kỹ keo anh em. Đây là vỏ nè, vài ngàn cây anh em thấy không, rất là sâu. Anh em coi xe cọp anh em phải coi cái lằn giữa anh em ha, đừng coi bên hông nha anh em, bên hông không thể nào mà mòn đâu anh em ha, tuyệt đối cái vỏ không bao giờ mòn bên hông, mà mòn ngay giữa là cái chính ha. Xác định mua xe cọp là phải coi cái vỏ, là coi lằn giữa ha anh em ha, nhớ nha anh em ha. Cái này 5000 mấy cây nè, đó cái vỏ cái đó đó ha. Quá đẹp. Xe này được cái là đời cuối cùng ha, 23. Rất là hiếm anh em ha, đời cao, đời cuối cùng. Cái dòng này đời 2010 nó đã xuất xưởng rồi ha. 2010, 21, 22, 23. Và 23 là đặc biệt là cái dòng cuối cùng rồi của cái mẫu 100 này rồi nha anh em. Rồi lần giữa nè. Rất là sâu ha anh em ha. Đó, vài ngàn cây em nhìn thấy rõ không? À, bên đây thì khỏi coi rồi nha anh em. Có cái lần cuối cùng cái giữa nó đó. À, râu cũng có bị xúc dài 3 cộng nhiều lắm nha anh em ha. À, chỉ còn bên bìa này thôi. Ở đây nó xúc xúc rồi anh em ha. À. Nói chung xe này không có lỗi nha anh em ha. Nếu có lỗi Hồng An sẽ chia sẻ cho anh em. À. Chỉ có loại những cái là dài đốm đốm này nè em, cái đùm ấy nè có ha. À. Những cái dòng này cái vàng bạc nó hơi yếu lắm nha anh em. Anh em đi rửa xe đặc biệt để ý nha, anh em nào có những cái dòng Supreme phiên bản này nè, à, nhớ đi rửa xe, dặn họ đừng có xịt sát quá, súng nó mạnh quá nó sẽ làm bung chốc cái vàng nhựa, vàng nhũ nha anh em ha. Tuyệt đối là mình nếu hay nhất là rửa ở nhà đi anh em, tự mình rửa đi xe cọp á ha. À, tự mình lấy cái xô nước ra mình rửa sạch sẽ là được rồi. Chứ
chứ mà ra ngoài tiệm mà lấy súng bắn một cái là nó sẽ bị bay, bị dợp anh em, rất dễ bị dợp lóc, dợp đùm. Rồi ok, nếp cũng đã dài lắm rồi nha anh em ha. À, chuẩn, xe rất là chuẩn nha anh em, không có gì tả ha. Nói chung 70 mấy triệu nha anh em, và bao hồ sơ, bao gửi, bao ship cho anh em luôn nha anh em ha, chọn gói. Anh em nào muốn biết cái giá trị chuẩn của 70 mấy triệu thì hãy gọi cho Hồng An hai số điện thoại nha anh em ha, và có Zalo luôn nha anh em. Hai chung mình thôi anh em ha. À, và một lần nữa Hồng An xin cảm ơn anh em đã xem clip hôm nay. Anh em nhớ đăng ký và nhấn nút chuông nha. Anh em nào chưa đăng ký thì hãy đăng ký, và để nhấn nút chuông nữa nha anh em, để mỗi ngày Hồng An đều chia sẻ những anh em những cái clip hay nhất, những chiếc xe đẹp nhất, chất nhất cho anh em mình chơi sưu tầm đam mê nha. Và đặc biệt xe máy Hồng An là luôn bán những chiếc xe chất lượng, bảo hành anh em 1 năm về máy ha. Tất cả các xe đã đăng trên clip đều bảo hành 1 năm về máy hoặc 20.000 cây, anh em mình cứ chạy thoải mái nha anh em. Giá trị là luôn đi đôi với chất lượng anh em ha. Rồi bye bye mọi người, bye bye.